Thưa quý vị và các bạn, huyện Mường Lát đang tập trung cấp gạo đợt 1 năm 2024 cho người dân theo nghị quyết số 03 NQ HDNG ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2023-2026. Theo đó, trong đợt này, huyện Mường Lát tiếp nhận trên 307.810 kg gạo từ công ty cổ phần lương thực Thanh Hóa, đơn vị trúng thầu, để cấp cho 6.239 hộ gia đình với 26.469 nhân khẩu tại 8 trên 8 xã thị trấn. Để hoàn thành cấp gạo cho người dân trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phân công cán bộ, phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, đơn vị cung ứng để tổ chức cấp phát. Việc cấp phát được yêu cầu đúng đối tượng, khẩn trương, không gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân. Tại các xã thị trấn, việc cấp gạo được thực hiện liên tục từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2, tức 30 tháng chạp, để người dân đón Tết. Theo nghị quyết số 03 NQ HDNZ của Hội đồng Nhân dân tỉnh hộ gia đình người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ gia đình người kinh thuộc hộ nghèo tham gia bảo vệ rừng, nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng với diện tích tối thiểu 0,3 hecta được hỗ trợ 15 kg gạo trên khẩu trên tháng. hộ gia đình người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, hộ gia đình người kinh thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 10 kg gạo trên khẩu trên tháng nhưng không quá 700 kg gạo trên hecta trên năm đối với hộ tham gia trồng rừng hoặc chăm sóc rừng trồng